Chúng ta không có chuyển sinh trong tình huống vừa rồi, nhưng không cần chuyển sinh thì Mờ Sương cũng đang đẩy đường rất cao, khó chịu, quá khó chịu. Và sau đó con bùa xanh tiếp tục cấp thành công và lùi về thành công lêu lêu. Đó là Mờ Sương. Đội tuyển AOV Việt Nam, Liquid Mobile Việt Nam tại Thái Lan Game Show 2019. Nếu như chúng ta có thắng hay thua ở trong trận đấu này thì chúng ta cũng sẽ kết thúc show match của Thái Lan Game Show 2019 ở bộ môn Liquid Mobile ở tại đây. Ở cuối ngày thì sẽ còn có những bộ môn khác đến thi đấu, nhưng với bộ môn Liquid Mobile thì khung giờ thi đấu là 12:30 đến 1:30. Và sau trận thi đấu này thì chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi trước khi về nước, và hy vọng rằng sẽ là một chiến thắng. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai. Đây là Chicken và đội tuyển Thái Lan đang kiểm soát mạnh ở khu vực bùa xanh để khiến cho Chicken có thể farm tốt được con bùa này. Những lựa chọn rất mới đến từ đội tuyển Việt Nam. Nhưng nên nhớ Dashi nằm trong tay của một người chơi thường xuyên đi rừng, thì đó sẽ là một Dashi rất biết đánh. Nhưng đội bạn đang có tín hiệu chơi lầy. Đội bạn đã sang bùa đỏ của chúng ta từ rất sớm và đánh lừa chúng ta, nhưng không lừa được đâu sói ạ. Chúng ta đã cướp lại bùa của đội bạn, trong khi đó thì Mã đang tung hoa. Mã muốn nhặt hoa nhưng không nhặt hoa nổi. Nhặt hoa được rồi, nhưng bây giờ thì lại phải lết về không. Mã quay lại, rất chống trả, rất quyết liệt. Mã lướt được 2 lướt, Mã nhảy được 2 nhượt. Và sau đó Mã sử dụng tốc hành lùi về, không lùi về nổi. Grab của đội bạn đang thất máu. X muốn đến và can thiệp, nhưng không thể can thiệp được rồi. Không, X rất muốn can thiệp. Không thể đặt chiêu kịp đâu, không thể đặt chiêu kịp đâu. Rõ ràng đó là một tín hiệu đến từ người chơi đường trên của chúng ta, nhưng không thể đặt chiêu kịp được. Tiếp tục là đổi trụ thành công. Như vậy chúng ta đã có thêm 2 trụ ở trong những tình huống vừa qua. Đây là những tình huống lấy trụ rất ổn đến từ đội tuyển Việt Nam. Bởi chúng ta càng lấy được càng nhiều trụ càng tốt, và có lẽ đội tuyển Việt Nam đang làm thực hiện chiến thuật đó. Đây là thầy giáo X và đã bị hạ gục. Hạ Mi đang quẩy, Hạ Mi chính xác hơn đang bắn, nhưng đội bạn thì đang quẩy, và đội bạn có lẽ sẽ hạ gục được Hạ Mi. Đúng là đã hạ gục được Hạ Mi. Cô gái yếu ớt của chúng ta tiếp tục là bất đồng ngôn ngữ với đội bạn, và đội bạn tiếp tục là không dừng lại trong tình huống vừa rồi. Đây là Hybrid, đây là pha trả thù ngọt ngào đến từ hai thành viên của Việt Nam, và sau đó là đóng băng cả đôi. Trên khán đài thì các người hâm mộ của Thái Lan đang rất im ắng, có vẻ như họ đang lo rằng đội tuyển Thái Lan của họ sẽ bị trận đấu diễn ra ngày càng lâu và không thể giành được chiến thắng chung cuộc. Rõ ràng là thời gian trận đấu diễn ra càng nhiều thì sự lo lắng lại đến càng cao đến từ khu vực Thái Lan. Họ đang không biết cách làm thế nào để có thể kết thúc đi trận đấu, mặc dù có nhiều điểm hạ gục nhưng quá khó, không làm gì nổi. Mờ Sương thì tiếp tục khôn khéo đứng chờ thời để đẩy lẻ, còn các khu vực đường chúng ta giãn cách đủ ổn. Mờ Sương thì lướt đi rất nhanh, không bắt nổi, và đội bạn không thể giao tranh. Đây là điều rất khó dành cho đội bạn, không thể giao tranh. Chúng ta đang đánh một lối đánh rất Đài Bắc Trung Hoa. Mặc dù ngày hôm qua chúng ta mới là đội tuyển loại đi Đài Bắc Trung Hoa khỏi giải đấu năm nay, nhưng phong cách của chúng ta đang đánh rất giống phong cách của Đài Bắc ở trong những năm gần đây. Đó là phong cách đánh kiểm soát map, không tham điểm hạ gục, và khiến cho đội bạn gặp khó khăn ở nhiều mặt trận. Và chúng ta đã thành công. Mã bắt đầu quẩy, quẩy rất hay, quẩy rất ghê, quẩy rất nhiệt. Và sau đó ngừng quẩy, có lẽ là ngừng quẩy. Và thôi rồi, lên bảng đếm số, về nhà bằng đường hàng không, đó là Mã. Trong khi đó Mờ Sương lại đẩy lẻ khó chịu ở khu vực đường trên. Đội bạn đã bị câu đến 5 thành viên và không thể thủ trụ. Chắc chắn chúng ta sẽ có thêm một trụ nữa. Một trụ là một điểm, và chúng ta đã có điểm. Một pha thi đấu khôn ngoan đến từ đội tuyển Việt Nam. Hy sinh đi một mạng hạ gục sau một pha lên 1.900 của Mã. Nhưng sau đó thì chúng ta đã có thêm một trụ, và đó là hoàn toàn thành công. Chúng ta không có chuyển sinh trong tình huống vừa rồi, nhưng không cần chuyển sinh thì Mờ Sương cũng đang đẩy đường rất cao, khó chịu, quá khó chịu. Và sau đó con bùa xanh tiếp tục cướp thành công và lùi về thành công lêu lêu. Đó là Mờ Sương. Một cú thủy thần để đi dạo, một pha dắt grab đi dạo đến từ đội tuyển Việt Nam, và chúng ta thành công. Và đây là pha băng vào của Mờ Sương. Pha băng vào rất sâu, và chúng ta đã có một mạng hạ gục, đó là Crest. Sau đó Mờ Sương lùi ra thành công, chúng ta chưa mất mạng hạ gục nào. Đã có hai mạng hạ gục, và đó là điểm hạ gục thứ ba, đó là Điêu Thuyền. Một pha lả lướt, và có lẽ Mờ Sương chỉ mất liềm, trong khi đội bạn thì mất nhiều hơn thế. Dashi của đội bạn đang ở trong khu vực hang khỉ, và sau đó là muốn phù về nhà. Đội bạn về nhà thành công, nhưng không muốn về nữa. Về làm gì khi nhà đã cháy? Và đội bạn quyết định không về, đứng xa mà ngắm, vẫn đang ngắm. Có vẻ là ngắm Hạ Mi. Hạ Mi xinh ngắm là phải, nhưng không bắn nổi, không nỡ tay. Và Hạ Mi về nhà thành công. Cầm theo Anas, chúng ta hoàn toàn có thể khỏe hơn đối phương. Và Crest cũng có thể quẩy rất ổn, rất nhiệt, để có thể giành chiến thắng ở trong trận thiếu này. Tiếp tục là một con rồng, và rồng dành cho chúng ta. Chú ngựa vẫn đang quẩy, ngựa nhảy,
và hạ gục được một thành viên của đối phương trước khi bị hạ gục. Đó là một nỗ lực rất tốt, trong khi đó Mờ Sương đang đẩy lẻ. Mờ Sương vẫn đang đẩy lẻ Nakroth, và Mờ Sương vẫn đang thể hiện được những phẩm chất của mình. Ở thời điểm hiện tại KDA của Mờ Sương là 2-1-3, nhưng những gì mà Mờ Sương đóng góp là 11.300 tiền và thế trận đẩy lẻ rất ưu cho đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng là để gánh ở trong trận đấu này thì quá đơn giản. Với Mờ Sương, với những vị tướng tủ như vậy, anh ta biết cách để làm điều gì để khiến cho team có lợi thế. Trong khi đó thì những thành viên khác liên tiếp câu kéo, đó là trợ thủ của chúng ta Chauna, đó là đường trên của chúng ta với con bài Florentino đang biết cách câu kéo rất nhiều thời gian để cho Nakroth của Mờ Sương có quyền được bay nhảy. Rõ ràng là ở trong trận thi đấu này thì khả năng con team của đội tuyển Việt Nam là rất tốt. Chúng ta kéo giãn đội hình của đối phương, đưa Hạ Mi đến những con đường an toàn, những cung đường an toàn. Thời điểm đầu trận thì chắc chắn là phải cố định ở lên rồi, nhưng về sau thì Hạ Mi được đi du lịch rất nhiều và có lẽ là Mi hài lòng với chuyến du lịch này, không bị động vào ở trong những phút tiếp theo, và Mi có thêm một mạng hạ gục 3 điểm tham gia. Và ở thời điểm hiện tại thì KDA của Mi vẫn chưa bị tăng thêm một con số nào ở bên phía hàng giữa. Đó là một tín hiệu rất đáng mừng với cô gái của chúng ta. Và không có ai có thể ngăn cản được chúng ta ăn con tà thần Caesar này. Và chúng ta đang ép vào, đội bạn đang có 3 thành viên kẹt lại ở đây, đã sử dụng thủy thần đến từ Crest nhưng bị cô lập. Đó là Crest 1993. Và không còn 1993 nữa. Anh ta đã quay trở về với biển. Và con thủy thần Crest không khỏe ở trong trận thiếu này. Những thời điểm đầu tiên thì Crest rất khỏe, nhưng càng về sau thì Crest càng không thể có được những pha thủy thần ưng ý. Bởi đó là những pha thủy thần bị động. Pha thủy thần rất bị động đến từ cô nàng, không, chính xác hơn là con thủy quái Crest này. Ngày hôm nay thì đội tuyển Thái Lan ra sân với cả 5 chàng trai. Và những chàng trai của họ đều có những kỹ năng rất cao, nhưng đó là những kỹ năng khi đánh rank. Còn với đội tuyển Việt Nam thì với chiến thuật của mình, chúng ta đang kiểm soát trận đấu rất tốt và lấy được rất nhiều mục tiêu. 2 bộ lợi đến từ Mờ Sương. Trận đấu này rất khó thua. Hạ Mi đi lạc. Hạ Mi lạc rồi. Và Hạ Mi bị hạ gục. Hạ Mi nằm đó, đội bạn dẫm lên. Và chúng ta mất đi một người, nhưng không sao. Mờ Sương vẫn còn 2 bộ, và đây là băng vào. Mờ Sương có mạng hạ gục, và đó là Chicken. Mờ Sương đã bị hạ gục nhưng đó là giáp hồi sinh thôi. Hồi sinh thành công. Lướt né và thành công lùi về. Khỉ vẫn đang bảo kê, càn lướt trước 4 thành viên đối phương, nhưng có lẽ là không muốn về nữa rồi, bởi đây là một pha thi đấu mà Khỉ đánh hơi sâu và đã lùi về thành công rất bất ngờ. Chúng ta mới là người có mạng hạ gục với pha quẩy của Florentino và pha hỗ trợ kịp thời của thầy giáo X. Và chúng ta có 2 mạng hạ gục trên tình huống vừa rồi. Đội bạn mới là người gặp khó, đang muốn đánh nhà đến từ Mờ Sương. Chém nhà, ui rồi ơi, mù mắt, không, hơi mù mắt thôi. Mờ Sương là người chịu đau trong tình huống vừa rồi. Một pha vào hơi sớm của Mờ Sương và sau đó thì bị chịu bắn. Có lẽ Mờ Sương tính rằng mình vào sau, nhưng hơi đen và hơi nhà quê một chút. Không sao cả, chúng ta đã lấy được trụ đường giữa. Mã la vào, quậy lửa, tiếp tục là mã nhảy. Và chúng ta có chiến thắng ở thời điểm phút thứ 17 của trận thi đấu này với một pha quét sạch đến từ Florentino. Một pha thi đấu mà chúng ta đã có chiến thắng ở thời điểm phút thứ 17. Và chúng ta chiến thắng toàn bộ 2-0 ở trong kèo 6m lần này. Chiến thắng rất thuyết phục của đội tuyển Việt Nam. Xin chúc mừng khu vực Việt Nam với Mờ Sương, với Hạ Mi, với thầy giáo X, với Kỳ và với Mã. Đội bạn đã có những màn bắt tay của nước chủ nhà với chúng ta. Chúng ta cũng rất vui khi được đối đầu với những đối thủ khó chịu đến từ khu vực Thái Lan. Và đây sẽ là một kỷ niệm rất đẹp với các streamer của Việt Nam và các streamer Thái Lan. Hy vọng rằng chúng ta sẽ vẫn còn những lần giao lưu tiếp theo. Thời điểm hiện tại thì sẽ là lễ trao giải. Và các bạn đừng đi đâu cả, chúng ta sẽ cùng đến với lễ trao giải của ngày thi đấu hôm nay. Trên tay của một tuyển thủ Thái Lan là Phấn Rôm. Anh chàng này giống tôi, bị ra mồ hôi tay. Các thành viên Thái Lan vẫn đang chưa bỏ kính, có vẻ như họ quen nhìn với khung trời này rồi. Không, một vài thành niên đã được bỏ kính, thậm chí là đeo kính cận để nhìn đời rõ hơn, để nhìn trận đấu rõ hơn. Có lẽ là hơi muộn, có lẽ là phải bỏ kính sớm hơn ở trong trận thi đấu vừa qua. Dù sao đi chăng nữa thì chúng ta vẫn rất ấn tượng với những anh chàng này, những anh chàng đến từ Thái Lan. Kỹ năng cá nhân là rất điêu luyện. Họ có một thế trận tốt ở trong giai đoạn đầu ở trong cả 2 trận đấu. Họ có rất nhiều mạng hạ gục. Và chúng ta được nhìn lại những thành viên của đội tuyển Thái Lan, thậm chí là chàng trai đeo thạch sùng. Họ đã có một ngày thi đấu rất ấn tượng. Phần thưởng của họ là áo và quà đến từ nhà tài trợ Lyoko Mobile và đến từ Facebook Gaming. Họ đang
rất vui vẻ bởi đây là một kèo sâu vét không nặng tính ăn thua. Một trận thi đấu vui vẻ để tăng cao tình đoàn kết, tình hữu nghị giữa các khu vực và cũng là để trao đổi về các nền Liên Quân Mobile của các nước khác nhau ở ba khu vực mạnh mẽ nhất đã tham gia ở trong ngày thi đấu hôm nay và ngày thi đấu hôm qua, bao gồm có Việt Nam, Thái Lan và Đài Bắc. Và trong ba khu vực thì đội tuyển Việt Nam đã là đội tuyển lên ngôi cao nhất và giành được cúp của chương trình, và Việt Nam trở thành đại diện giành chiến thắng của Thái Lan Game Show 2019 ở bộ môn Liên Quân Mobile. Các thành viên của chúng ta đánh rất tốt, thế trận là lấn lướt, di chuyển thông minh, có được cho mình những pha côn tim rất ổn. Rõ ràng là chúng ta đã có những trận luyện tập nghiêm túc trước khi tham gia giải đấu này và chúng ta giành chiến thắng. Đây là Hạ Mì, Mã, Mờ Sương, Khỉ và Thầy Giáo X, và chúng ta đang có những phần quà của chương trình. Đó sẽ là những chiếc áo và những phần quà lưu niệm khác để đội tuyển Việt Nam có thể lưu giữ được kỷ niệm này khi chúng ta tham gia sân chơi quốc tế đến từ Thái Lan Game Show 2019 được tổ chức bởi Facebook Gaming. Phần quà đến từ AOV, đến từ Garena, và sau đó thì có lẽ chúng ta sẽ nghỉ ngơi để vui chơi trước khi mà ngày mai đoàn thể thao điện tử Việt Nam sẽ về nước. Với thành tích là ở thời điểm hiện tại, ít nhất chúng ta đã có một chiến thắng ở bộ môn Liên Quân, và chúng ta sẽ chờ đợi thêm những chiến thắng ở những bộ môn khác nữa.